Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 08 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư công để chủ động xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.